Mến chào quý vị cùng đến với bản tin của kênh Thời sự 24 giờ HD, nơi cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thái độ bất hợp tác của Lê Tùng Vân và người Tịnh Thất Bồng Lai khi được hỏi về tung tích của Diễm My. Kính thưa quý khán giả, những ngày qua, Tịnh Thất Bồng Lai lại càng được nhắc đến nhiều hơn trên mạng xã hội. Vừa qua, cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã phát đi thông tin truy tìm cô gái tên Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc người liên quan trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm. Tuy nhiên, sau vài ngày thông tin phát đi, đến ngày 20 tháng 5, Dân Trí cho biết Công an tỉnh Long An vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin chính xác nào về Diễm My. Hiện cơ quan này đang phối hợp với nhiều tỉnh thành để tìm kiếm tiếp. Trong trường hợp không thể tìm thấy, cũng không ảnh hưởng đến quá trình điều tra nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai. Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng đã nhiều lần đề nghị Lê Tùng Vân cũng như các bị can ở Tịnh Thất Bồng Lai cung cấp thông tin về Diễm My. Dù vậy, họ vẫn rất kín miệng, quyết giữ im lặng. Nguồn tin của Dân Trí chia sẻ, Lê Tùng Vân cùng nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu không hợp tác với cơ quan điều tra. Khi được hỏi về thông tin của Diễm My, nhóm bị can này đều không khai gì. Theo đơn tố giác của người dân, ngoài tội danh đã khởi tố, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đây, Diễm My từng có thời gian sống tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, tức Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Gia đình của cô gái này đã nhiều lần làm đơn tố cáo nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai lạm dụng, xâm hại con gái mình. Họ còn từng kéo đến tìm Diễm My và xảy ra xô xát kiện tụng tại nơi đây. Ông Võ Văn Thắng, bố Diễm My cho biết, từ tháng 9 năm 2019, con gái mình quen một số người ở Tịnh Thất Bồng Lai qua mạng, xin được chuyển đến đó sống và tu hành. Một tháng sau, gia đình có đến tận nơi tìm Diễm My nhưng không thấy. Từ đó đến nay đã gần 3 năm, cô gái rời khỏi nhà, biệt tăm biệt tích. Những sự thật động trời về con nuôi Quang Lê tại Tịnh Thất Bồng Lai, thân thế thực sự quá bất ngờ. Quý vị thân mến, liên tiếp những người được cho là chủ chốt của Tịnh Thất Bồng Lai bị bắt, khiến dân tình càng thêm hoang mang khi loạt sự thật về những người ở lại liên tục bị vạch trần. Ngoài năm chú tiểu nổi đình nổi đám, sau khi giành quán quân cuộc thi thách thức danh hài, Tịnh Thất Bồng Lai còn có một người nổi tiếng không kém, đó là Huyền Trân. Huyền Trân từng tham gia vào một chương trình tìm kiếm giọng hát trên truyền hình vào năm 2014. Thời điểm đó, Nico hiền lành, có giọng hát trong trẻo, thánh thiện, luôn xuất hiện với chiếc áo nâu sòng, nhận được rất nhiều sự yêu thương, ủng hộ của khán giả. Đặc biệt, cô bé còn càng được biết đến nhiều hơn khi giành giải Á quân, được Quang Lê nhận làm con nuôi, hỗ trợ hết mình trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, Huyền Trân bất ngờ trở lại Tịnh Thất Bồng Lai, hé lộ mâu thuẫn với cha nuôi Quang Lê. Chú Quang Lê bắt em đội tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau. Sự việc khiến cho giọng ca Về Đâu Mái Tóc Người Thương nhận về không ít chỉ trích vào thời điểm đó. Năm 2018, Huyền Trân trở lại với chương trình Giọng Hát Việt. Vẫn là hình tượng hiền lành, vẫn giọng hát ngọt ngào ấy, nhưng cô đã sớm dừng chân trước những đối thủ đáng gờm hơn rất nhiều. Trở về với cuộc sống nơi Tịnh Thất, Huyền Trân vẫn tiếp tục xây dựng hình tượng ngoan hiền, thường xuyên livestream hát tặng khán giả. Phải đến khi ồn ào về Tịnh Thất Bồng Lai nổ ra và được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thì thân thế và bộ mặt giả tạo của Huyền Trân mới bị bóc trần hoàn toàn. Liên tục khẳng định mình là trẻ mồ côi trên sóng truyền hình, nhưng theo giám định ADN của Phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh Long An, Huyền Trân, tên thật là Lê Thanh Huyền Trân, là con ruột của Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, và Cao Thị Cúc, sinh năm 1960. Thực chất, cô này đang sống cùng cha mẹ ruột của mình, chứ không hề thiếu thốn tình thương như khán giả vẫn lầm tưởng. Không những vậy, Huyền Trân từng tiết lộ khi nhỏ bị bệnh động kinh nhưng đã chữa khỏi, còn mắc bệnh suyễn khá nặng, tình trạng sức khỏe kém nên Nico này chỉ học hết lớp 5. Thế nhưng, thực tế thì Huyền Trân sức khỏe hết sức bình thường. Cô này nhiều lần check-in trong phòng tập thể hình, hoạt bát, nhanh nhẹn, không giống với một người sức khỏe yếu đến mức không thể đi học. Thậm chí có nguồn tin cho rằng Huyền Trân và Diễm My đã từng trải qua sinh nở. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được điều tra làm rõ. Dù vậy, với tất cả những sự thật được phanh phui ở trên, Huyền Trân nhận phải vô số chỉ trích khi khiến khán giả thất vọng, mất niềm tin. Hiện sự việc tại Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đang trong quá trình điều tra.
không biết sẽ còn những sự thật kinh khủng nào được phơi bày. Quang Lê lên tiếng phân trần, nói rõ về việc bỏ rơi Huyền Trân của tỉnh Thất Bồng Lai. Quý vị và các bạn thân mến, sau những tin đồn lan tràn trên mạng xã hội, phía Quang Lê đã có câu trả lời về việc ngừng hợp tác với Huyền Trân của tỉnh Thất Bồng Lai. Giọng ca từng vào tới top 6 giọng hát Việt nhí 2014. Vào tháng 3 năm 2015, Quang Lê từng xác nhận thông tin nhận Huyền Trân top 6 giọng hát Việt nhí 2014 làm con nuôi. Thời điểm đó, nam ca sĩ từng hết lời khen ngợi nữ ca sĩ nhí và đặc biệt ấn tượng bởi sự thông minh, gương mặt sáng và ngoan ngoãn. Cô bé cho tôi cảm giác gì đó rất thân thuộc. Cảm giác này cũng tương tự như lần đầu tiên tôi trở về nước và gặp Phương Mỹ Chi, giọng ca đập vỡ cây đàn chia sẻ. Nam ca sĩ cũng nói thêm, khi nghe giọng hát của Huyền Trân, anh thật sự xúc động và bất ngờ khi cô sở hữu giọng hát bản năng rất đẹp. Mãi sau này, khi có dịp cộng tác với bé qua live show hát trên quê hương ba và có dịp đi thăm nơi giọng ca nhí sinh sống, anh mới nhen nhóm ý định nhận Huyền Trân làm con nuôi, chăm lo cho cô bé. Tuy nhiên thời gian sau đó, Quang Lê lại hạn chế xuất hiện và đồng hành cùng Huyền Trân trong sự nghiệp nghệ thuật. Đến năm 2016, khi chia sẻ với truyền thông, học trò Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang cũng cho biết mối quan hệ giữa cô và ba nuôi gặp trắc trở. Nữ ca sĩ nói Quang Lê bắt cô đội tóc giả, thậm chí là nuôi tóc thật, điều đó khiến Huyền Trân không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Thời gian gần đây, những ồn ào của tỉnh Thất Bồng Lai lại được dấy lên, Quang Lê cũng vô tình bị déo tên. Ngay sau đó, đại diện phía ca sĩ Quang Lê đã có cuộc trao đổi với Thanh Niên về lý do ngừng hợp tác với Huyền Trân. Anh Vũ cho biết, ngay sau khi nhận Huyền Trân làm con nuôi, Quang Lê cũng muốn nhận bé vào công ty để phát triển chuyên nghiệp vì thấy em có tố chất nên muốn giúp đỡ. Tuy nhiên trong quá trình làm việc tiếp xúc, phía Tịnh Thất, nơi Huyền Trân đang sống, không hợp tác, không muốn làm theo cách xây dựng hình ảnh cho Huyền Trân như công ty đề ra. Thời gian đầu chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bé đi sâu, giúp bé ra sản phẩm thu âm, làm nhạc. Bên đó muốn xây dựng hình ảnh theo ý của họ nên công ty không hợp tác nữa. Cuối cùng chúng tôi đành chấm dứt, không hợp tác nữa, phía giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng cho hay. Nói về sự bất đồng trong quá trình định hướng hình ảnh của Huyền Trân, phía Quang Lê giải thích. Bên công ty cũng lên kế hoạch định hướng xây dựng hình ảnh cho bé như một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng đầu tư tóc giả, chuẩn bị áo dài cho bé. Bên công ty cũng giải thích muốn làm nghệ sĩ chuyên nghiệp, bước lên sân khấu phải là một hình ảnh khác, không thể lúc nào cũng mặc áo tu hành và đội mũ len lên sân khấu. Bởi làm như vậy sẽ bị hạn chế show diễn ở các sân khấu và các chương trình sự kiện đa dạng, cũng như những ca khúc và dòng nhạc mà mình muốn theo đuổi để phát triển cho tương lai, sau này cũng sẽ bị hạn chế. Từ xưa tới nay không có ca sĩ nào bước lên sân khấu, mặc đồ tu hành lại hát nhạc trữ tình. Làm như vậy sẽ gặp nhiều dư luận không hay và phản cảm. Khi không đi show, bé có thể ăn mặc tùy ý, bên công ty không can thiệp. Chúng tôi cũng giải thích rất nhiều, nhưng phía bé Huyền Trân và người thân không chịu. Hai bên đều không thống nhất và bất đồng quan điểm nên phía công ty Quang Lê đành chấm dứt hợp đồng, đại diện nam ca sĩ cho biết thêm. Lê Thanh Huyền Trân sinh năm 2002, gây chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2014. Giọng ca trẻ lập tức gây ấn tượng khi trình bày các ca khúc trữ tình Còn tuổi nào cho em để gió cuốn đi. Trong chương trình, Huyền Trân nói mình là trẻ mồ côi, sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, sau này đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Nhưng sau đó, công an tỉnh Long An đã có xác minh ADN, chứng tỏ Huyền Trân không phải là trẻ mồ côi mà là con của Lê Tùng Vân và Cao Thị Cúc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.